Ngày nay thì nhiều nơi vẫn sử dụng củ nâu để nhuộm vải vì những ưu điểm của nó. Trên thực tế thì củ nâu được nhuộm ra khá là nhiều màu, từ nâu nhạt, nâu đậm cho đến nâu đen. Các bạn chú ý xem rồi mình sẽ nói rõ hơn nhé. Bề ngoài củ nâu thì sần sùi có màu nâu cho nên mọi người gọi là củ nâu. Còn bên trong ấy thì nó sẽ có màu đỏ, từ đỏ nhạt cho đến đỏ đậm. Nó có màu như vậy là do củ non và củ già. Đây chính là củ non. Còn củ già thì nó sẽ có màu đỏ đậm hơn. Mình sẽ cho các bạn xem ngay bây giờ đây. Đấy. Và mình sẽ đem lên so sánh để các bạn thấy được màu của nó thay đổi ra sao. Đây, mình sẽ đặt cạnh nhau. Các bạn có thể thấy là đỏ đậm và đỏ nhạt. Và khi lựa chọn thì mọi người thường chọn củ già. Còn về kích thước của củ thì nó có thể là to hoặc nhỏ. Có thể củ nhỏ vẫn là củ già, củ to vẫn là củ non. Vì kích thước của nó thay đổi khá là nhiều. Có thể một củ chỉ nặng vài lạng thôi, nhưng một củ cũng có thể nặng đến mấy cân đi. Thậm chí là 4 hoặc là 5 cân. Nhưng trung bình các bạn sẽ bắt gặp những củ nặng từ 1 cho đến 2 cân. Còn vải để nhuộm thì thường là vải trắng, đem ngâm nước lạnh để làm sạch vải. Và sau đây là cách để mà các bạn chuẩn bị. Thì các bạn lấy củ nâu về, các bạn gọt vỏ đi, rồi băm cho nhỏ ra. Sau đấy các bạn cho vào cối, giã nhỏ, rồi vớt ra chậu hay xô hay nồi gì đó và cho nước vào, khuấy đều lên. Tùy theo lượng củ nâu mà pha chế cho thích hợp. Các bạn đừng pha đặc quá hoặc là loãng quá. Nước củ nâu thì sau khi để một thời gian nó sẽ lắng lại và các bạn chát nước cho vào chậu hay là xô để mà nhuộm. Tùy theo số lượng vải mà cho nước nhiều hay là ít, sao cho mỗi lần nhuộm vải nước nâu còn lại rất ít để đảm bảo chất lượng nước. Cho những lần nhuộm sau, vải ngâm vào nước củ nâu ấy thì vo cho đều để mọi sợi vải đều ngấm. Thậm chí là cho tay vào, vò nhiều lần, hay là cho chân vào mà đạp. Thì củ nâu là một loại củ trong tự nhiên, còn được dùng để làm thuốc chữa bệnh nữa, rất là an toàn. Thậm chí là củ nâu còn có thể ăn được cơ. Cho nên là trong khi làm các bạn có thể sử dụng tay chân thoải mái. Và khi vải đã ngấm thì lấy từng mảnh ra, vắt kiệt nước rồi đem phơi. Và thường thì người ta sẽ nhuộm đi nhuộm lại khá là nhiều lần. Người ta cứ nhuộm rồi lại đem phơi khô rồi lại nhuộm tiếp. Lặp đi lặp lại như vậy một ngày có thể được 5 lần. Và chú ý khi phơi thì mọi người thường chỉ phơi một mặt vải thôi. Thì là cái mặt vải mà hướng lên phía trên ấy, bị ánh nắng chiếu vào thì nó sẽ có màu đẹp và đúng theo ý mình. Còn cái mặt mà quay xuống dưới thì màu nó sẽ không đẹp, không theo ý mình đâu. Nên là khi phơi các bạn chú ý chỉ phơi đúng một mặt vậy thôi thì nó sẽ tốt hơn và đỡ tốn công sức cho mình. Còn trường hợp mà các bạn muốn cả hai mặt vải đều có màu như nhau thì các bạn cứ phải phơi cả hai mặt. Như vậy thì nó sẽ tốn công sức và nguyên liệu làm nó cũng sẽ tăng lên gấp đôi luôn. Và với cách làm như trên thì người ta chỉ cần thay đổi một chút trong quá trình làm để cho ra các màu vải khác nhau. Trước hết là vải màu nâu non hay còn gọi là nâu nhạt. Thì đối với loại vải này các bạn cách làm cũng làm như trên. Nhưng mà các bạn sử dụng nước nhuộm thì các bạn nhuộm với ít nước hoặc là nước nâu loãng thì nó sẽ cho ra vải nâu nhạt. Và số lần nhuộm vải thì các bạn cũng có thể giảm bớt số lần đi, còn vài lần nhuộm thôi. Loại vải này sẽ có màu gạch non và mọi người thường gọi là vải nâu non. Còn tiếp theo là vải có màu nâu đậm. Thì vải sau khi nhuộm xong có màu nâu đậm thì đối với loại vải này các bạn cần nhuộm đi nhuộm lại với tầm 15 lần nhuộm. Thì mọi quy trình cũng như trên thôi nha, nhưng mà chỉ là các bạn nhuộm đi nhuộm lại nhiều lần thôi. Cứ nhuộm rồi phơi như vậy đến tận 15 lần đi. Còn tiếp theo là loại vải mà có màu nâu già, tức là
Loại vải này sau khi nhuộm sẽ có màu nâu đen ấy. Đối với loại vải này thì các bạn cần phải nhuộm đi, nhuộm lại, cứ nhuộm và phơi lặp đi lặp lại như vậy cho đến 20 cho đến 25 lần đi. Chí là ban đêm người ta còn đem ra để phơi sương nữa cơ, để cho màu nó thêm đậm. Thì cái vải màu nâu đậm này nó có thể là sẽ ngả sang màu nâu đen nữa cơ. Chất vải nó sẽ rất là mịn vì được nhuộm rất là nhiều lần. Nhuộm từ 20 cho đến 25 lần mà. Tiếp theo một loại màu nữa, tức là màu nâu già phủ bùn đen. Loại này thì rất là hay đấy nhá. Đây là loại vải nâu già. Người ta thường lấy bùn đen ở dưới ao ấy, đem lên cho vào chậu, rồi ngâm vải vào bùn đen, sau đó cho vải ngấm đều bùn. Bùn đen thì được khuấy cho loãng vào nước nên chỉ có màu đen của bùn và ngấm vào, còn cái cặn và tạp chất thì không ngấm. Xong rồi người ta đem phơi và chỉ phơi mặt đen của vải, ngâm bùn cho đến vài lần như vậy thì mới được. Sau khi mà phủ bùn xong thì ngâm vào nước lá bàng đặc hay là nước chè xanh đặc để mà giữ bền màu. Trên đây chính là cách để mà các bạn sử dụng củ nâu nhuộm vải để mà cho ra nhiều màu khác nhau. Bạn nào mà chưa xem kỹ có thể tua lại để xem nhé. Tóm lại thì chỉ cần các bạn nhuộm đúng quy trình và để màu nó đậm hơn thì các bạn sẽ phải nhuộm nhiều lần. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, nhuộm rồi phơi, phơi rồi nhuộm, lặp đi lặp lại như vậy. Càng nhiều lần thì màu nó sẽ càng đậm. Và chú ý chỉ phơi một mặt thôi, thì cái mặt mà mình phơi lên ấy thì nó sẽ lấy cái màu ở cái mặt đấy luôn. Thì các bạn nào mà chưa xem kỹ các bạn có thể tua lại để xem cho rõ hơn nhá. Còn để chọn củ nâu thì mình chọn củ già. Các bạn đem về có thể để dành đấy vài tháng cơ, thậm chí là để cả năm cũng được, tùy theo cách bảo quản của các bạn thôi. Tốt nhất là các bạn đem về nhá. Các bạn đào một cái hố và các bạn vùi một nửa thôi, một nửa dưới mặt đất, một nửa thò lên để hở ấy. Và sau đấy các bạn lấy lá cây mục các bạn phủ qua và cứ tưới nước như vậy. Lâu lâu các bạn tưới nước để giữ ẩm ấy. Như vậy củ nâu nó còn có thể mọc lên và sống nữa cơ. Những củ nâu mọc mầm như vậy thì các bạn vẫn có thể dùng bình thường, không ảnh hưởng đến chất lượng. Thậm chí là củ nâu các bạn để nó càng lâu ấy thì chất lượng càng tốt cơ. Mà các bạn có thể là đem luôn các cái nhánh mầm ấy để mà các bạn trồng cũng được luôn, gây giống luôn. Củ nâu được sử dụng trong đông y với những tính vị như sau. Củ nâu có vị ngọt, chát, hơi chua, tính bình, không độc. Vào kinh tràng, vị có tác dụng là thanh nhiệt, cầm máu, làm xe, sát trùng, chống tích tụ. Củ nâu thường được dùng để chữa tiêu chảy, kiết lỵ, các chứng tích tụ hòn cục trong bụng, xích bạch đới, băng huyết, chảy máu tử cung, ho ra máu, thổ huyết, đái ra máu, với liều dùng là ngày từ 10 cho đến 15 gram dưới dạng thuốc sắc. Củ nâu còn được dùng ngoài để trị bỏng, dùng trị đòn ngã tổn thương, bị thương chảy máu, viêm da mủ, đinh nhọt. Một trong những bài thuốc rất hay từ củ nâu, đấy chính là bài thuốc dùng để chữa liệt nửa người. Các bạn chú ý nhé. Củ nâu phơi khô với liều lượng 60g, ngâm với 500ml rượu trắng, ngâm trong 5 ngày, sau đấy chắt lấy nước uống. Uống trước khi đi ngủ, ngày uống là từ 15 cho đến 30ml. Đấy chính là cách chữa liệt nửa người từ củ nâu. Không những thế, củ nâu còn được sử dụng làm thuốc bó gãy xương. Cách làm như sau, dùng củ nâu tươi, giã nát, đắp bó và băng nẹp sau khi đã nắn xương trở lại bình thường. Đấy chính là cách dùng để bó gãy xương. Ngoài ra người ta còn dùng để bó gãy xương với một cách như sau. Dùng củ nâu tươi 50g, gà con 1 con, bỏ lông và lòng, cơm nếp 30g giã nát, rồi đắp bó gãy xương. Như vậy là để đắp bó gãy xương thì có hai cách. Cách thứ nhất là dùng riêng củ nâu thôi. Còn cách thứ hai thì người ta sẽ phối hợp với gà con và cơm nếp.
Bạn nào mà chưa nghe kỹ thì các bạn có thể tua lại để nghe cho rõ hơn nhé. Củ nâu không chỉ là dùng để chữa liệt nửa người này, bó gãy xương này, mà còn dùng để chữa khí hư. Để chữa khí hư thì cách làm như sau. Dùng củ nâu 20g phơi khô sao đen, mẫu lệ 12g, ích trí nhân, bạch đồng nữ 20g, đảng sâm 40g, kim anh 12g, gừng đốt cháy, sắc chia làm 2 lần uống trong ngày. Ngoài ra thì củ nâu còn được dùng để chữa tiêu chảy, tiết lị. Thì cách làm như sau, dùng củ nâu thái mỏng, phơi hoặc là sấy khô, ngày dùng từ 10 cho đến 20g, sắc uống, chia làm 2 đến 3 lần uống trong ngày. Các bạn cũng có thể tán bột để uống, mỗi lần uống là từ 2 cho đến 3g, ngày uống 2 cho đến 4 lần. Đây chính là cách dùng để chữa tiêu chảy kiết lỵ. Vẫn là dùng để chữa tiêu chảy kiết lỵ, nhưng mà các bạn cũng có thể tận dụng bã củ nâu. Tức là củ nâu sau khi mà các bạn gọt bỏ vỏ, mài với nước rồi vắt lấy nước cốt để nhuộm vải ấy, thì còn lại cái bã của củ nâu ấy, thì các bạn đem về. Sau đấy đốt tồn tính, tán nhỏ, uống với nước cơm, mỗi lần uống 3g, ngày uống 3 cho đến 4 lần. Chúng ta cũng có thể dùng lá củ nâu để chữa tiêu chảy kiết lỵ. Cách làm như sau, dùng lá củ nâu, lá lấu, lá sim, mỗi thứ là 20g sắc uống. Như các bạn thấy là củ nâu không chỉ là dùng để nhuộm vải đâu mà còn ăn được. Và còn chữa rất là nhiều bệnh như là liệt nửa người này, dùng làm thuốc bó gãy xương này, chữa khí hư này, rồi là chữa tiêu chảy kiết lỵ nữa. Bạn nào mà chưa xem kỹ thì các bạn có thể tua lại để xem nhé.